chết luôn á. Ngoài ba hoài mà ba cũng vẫn đi làm cho con tôi, nó cho tiền ăn thôi, nó cũng phụ đóng góp tiền ăn, nhưng mà ba chỉ vẫn đi làm, ba nói không có đủ phải làm tiền. Ừ, ai lấy đâu giờ ba còn đi nổi, để cho ba đi, chị cũng cho ba đi, ba nằm chỗ ba cũng được bảo. Đây là cái nhà của chú đi thi phía xa Lan Ái được 24 triệu, thì chú về với mấy đứa con xa ra xây được như đây dắt thì chưa có ngay cả nhà. Hi, xin chào cả nhà, thì bây giờ là mình sẽ mời cả nhà đồng hành cùng mình đến với một hộ gia đình, đó là chị Đặng Thị Khen. Thì chị bị tai biến, thì với bị hở van tim ở cả nhà, thì giờ là cô không biết gì nữa hết, thì cô nằm một chỗ, thì trong nhà thì cô đã có một cô đã bị bệnh như vậy, thì đột xuất thì không có một người con của cô là cũng đi làm ăn xa, thì trên đường đi thì đã bị tai nạn giao thông và chết tại chỗ. Thì ở nhà thì không còn gì hết, thì ở xóm này thì người hút cho miếng gạo này kia để làm được cái đám cho em. Thì trong thời gian đó thì cũng có mạng cộng đồng đã xuống, đã chia sẻ cái clip để tìm ra người nhà của anh trai này. Thì mình mời cả nhà đồng hành cùng mình vào xem cuộc sống của cô Khen nha. Ơi, con chào chú. Con nghe nói là cô bị bệnh vậy, thì cô chú còn có một người con nên bị không có mẹ hết chứ. Dạ đúng rồi, mới bữa hôm 14 tháng rồi. Dạ, là do đi làm ăn hay sao chứ? Nó trên đường nó đi làm ăn với nó giá xe. Dạ. Rồi nó trong khi nó về là bị xe tai nạn xe. Dạ, tại vì không có lên mạng là hỏi con. Dạ. Thì con mới hỏi chị bên đây đó là nhà bên đây. Dạ. Thì họ nói là không vô, là vô nhà mà không có đủ điều kiện luôn á. Bữa con nằm với bà vợ trong thành phố. Cái nhà mình được nhà tình thương hay cấp thôi chú? Cái nhà này hôm trước thì cũng có hỗ trợ bên gia nhân ái. Dạ. Mới được 24 triệu. Dạ. Về mấy đứa con mới bỏ ra thêm người mần được như vậy nè. Mần được dựng chắc ở đi, gió mái rồi, đừng có như hôm rồi nhà bằng cây, gió sập. Cái nhà gì thì không có vách luôn hả chú, chỉ có cái không, gì thôi. Mần nhiêu đó hả, tiền này cái gì mình kiếm be rồi mình tấn đồng rồng không nữa. Dạ. Tới bị đâu có đủ tiền đâu mà tới xây. Cô mới về, con nghe cô mới về hả chứ? Ngày nay bữa thứ 6 tuần rồi. Bác sĩ chưa? Đúng là bác sĩ cũng nói là coi như là bệnh bà Khen này là coi như là không có hồi bình phục được. Cứ vậy đó. Vậy là còn nước mình còn tát thôi. Còn nước tát thôi, chứ lúc lên một năm là bác sĩ Hùng kêu cũng đưa về rồi. Nhưng mà có bác sĩ Nga quen uống thuốc nào vợ là cứ bán nó thôi, vợ qua nó nằm an tâm chút. Dạ. Giờ mình dạy mình nói cô biết không chú? Nói như chắc có lẽ là không biết biết không, mà không làm thế nếu nó mình nhắm mặt mình mở mặt dòm mình luôn. Mình mời cả nhà vô xem cô Khen nha. Cô thở bằng ống gì vậy chú? Cái này cái ống ăn. Tới bữa ăn cái mình đổ vô đây, cái ống bịch đó đổ vô mình cho ăn. Nực không chú, mình đắp gì nực không? Chắc trời nắng này chắc nực quá, mà đắp gì. Dạ. Cô biết cái gì không cô? Dạ không biết gì luôn hả chú? Kêu vậy đó, ngày mở mặt vậy đi chứ. Tay chân rồi mình có tập đi tư liệu không chú? Cũng có tập, nhưng mà những cái giờ quá tập cũng không cho cái máu lưu thông thôi, chứ cô không có được bình phục được. À, nó cứng như vậy luôn hả chú? Cho máu lưu thông. À, cứng như là không co lại được luôn rồi cả nhà. Cô nằm dạng như là như người thực vật rồi. Môi cô vậy, cô được chấm nước thôi. Đây lâu chấm nước vì hôm trước mới bà cắn chim cái môi này vậy luôn, bọc mà cắn ấy.
như làm như cắn môi. Mình kê là nhiễm nước gì chút, hay mình kê cho nó cao lên. Này này cũng nghiêng qua thằng cho bắn ra đàm á. Nghiêng qua thằng có đàm nó ra. Giờ chú người đi nuôi thả hả? Đi nuôi với con thứ hai đấy. Với anh trai này hả? Nó thứ hai, hai cha con nuôi nay nằm trên cũng 2 tháng rồi mới về đó. Vậy bịch tả không? Bịch tả, chạy tả suốt luôn. Rồi cái chân vậy luôn hả cô chú? Nó làm vậy đó. Ôi, bị lỡ luôn rồi. Lấy máu đi vô không xin đi nó chích thuốc nó lấy máu lum lên. Mình bắt tay lấy luôn rồi nó kiếm tùm lum nè, hở mình chân tay chân luôn còn nó giò vậy. Ồ, con thấy đâu mà nó lấy rồi. Quá. Dài nữa bằng cái gì chích. Nó cái này đang lấy nó khô rồi nè. Có một cái này con thấy nó khô rồi. Đất mình lỡ vậy còn như đây nó vô đây luôn hả chú? Đầu dưới là nó vô múc rồi đó, đó. Giờ mình thấy vô múc trong rồi đó. Dạ. Nghe ngon anh này. Bà Thủy giải tỏ, không có để giải tỏ. À, không đợi nhà nước giải tỏ nè, bà Thủy giải tỏ giùm. Nhà nước giải tỏ không nên bầu. Nãy cô nằm nó nằm ngồi đó con gờ mà cô không biết gì đâu. Chú nó không biết gì đâu mà nằm ở nhà vậy thôi. Thì chú là đi giờ đi với anh trai này đi sang sóc chị. Ở bệnh viện. Dạ. Ở đây thì cũng vài bữa cho nó đi làm ở nhà. Vì mình chú canh chứ sao mình. Cho nó đi làm chứ đâu ở nhà vậy được. Anh hồi đó anh làm gì chú? Làm ở Bình Dương á. Bình Dương á. Dạ. Mà cũng làm gỗ làm vậy. Làm với thằng em này luôn rồi. Nghe mắt 584, ấm nhớ ấm nhất hả? Nhìn hổng thì hỏi chị nè, hổng điện thoại hỏi chị. Ờ, bà điện qua bà hỏi bà nói giờ nhà không có gạo, không có gì hết trơn hết trời. Chú xin. Hai anh em nó đi mần nuôi hả đó, nhiều bảo hiểm nhưng mà hôm tháng cũng đóng 10 mấy triệu đó. Cái gì, 1 tháng 10 mấy triệu hả? Ờ đó, có hiểu luôn đó, hàng tháng đóng 10 mấy triệu đó, chịu không nổi mới trở về đó. Trời ơi, nằm 2 tháng tốn 2 mấy triệu rồi. 2 tháng mấy rồi. Rồi chưa tính ăn uống của mình nữa. Ăn chủ yếu đi ra xin cơm chay. Đó vậy đó. Mà tiền viện phí bả không 3 mấy 4. Thằng đó mặn rồi nó đem tiền qua đặng lo nè để đi dọc đường mới bị xe tông chết đó. Rồi không biết. Người ta nói tìm á, lên tìm đó em hỏi chị đó. Vậy đó. Em kêu chị em hỏi chị đó đâu đó, chị nói rồi xong rồi. Ở sáng tụi nó điện nó hỏi tao giật mình luôn, tao trời đất ơi, tao đâu có hơi trời trăng gì đâu. Hay xin chào cả nhà, thì mình cũng đã đến thăm hoàn cảnh của nhà cô Khen rồi. Chú là chồng của cô Khen thì đã nuôi với anh trai đi nuôi cô ở trên bệnh viện 115 là được 2 tháng mấy, nhưng mà giờ không đủ kinh phí nữa nên gia đình sẽ chuyển cô về quê. Thì mình được sự mạnh thường quân trong và ngoài nước, thì này mình được mạnh thường quân ở nước ngoài là Hân Duy sẽ hỗ trợ cho gia đình chú là 2,5 triệu để chú có kinh phí, để có động lực và chú sẽ cố gắng nuôi cô Khen. Thôi giờ tôi cũng gia đình ta mặt thôi, giờ cũng cảm ơn cái chương trình tài trợ cho gia đình cô Khen. Dạ. Rất cảm ơn nhiều. Dạ. Thì mình sẽ hẹn cả nhà clip sau. Mệt quá mà phụ nơ từ đó về tới nhà. Một cây mấy số, 2 cây số. Theo bà đừng ngậm gì. Thấm ăn lấy nhau khó. Lá thì phụ như chồng. Lá là được đâu rồi bó kìa. Tụi nó hỏi nó lại bó. Trời ơi, cô ơi con nơ đây phụ vậy con mệt xỉu luôn. Còn nhiều hết nổi. Thì để vậy nè. Tụi giác đi lôi phải mệt để xuống. Nên nặng á. Khỏe thì đi vậy nè. Trời ơi. Phụ vậy hả phụ? Hả? Đi gom vậy hả? Thì họ cho mà không lấy họ rầy. Tôi nói thôi ráng cậy nó lấy. Cái này con để đâu nè cô? Xe đằng tới. Dạ. Dạ, thôi tới. Nhà cô đâu? Đó, cái bên này là mẹ bên này. À, gì? Cửa ra xanh xanh ra mà tôi để bên đây nè. Bỏ lại đó đi em. Bỏ đây đây hả? Bỏ lại không phải nhà tôi. Chết lắm chứ. Nhà tôi la hoài mà bà cũng vẫn đi làm chứ con tôi nó cũng cho tiền ăn thôi. Nó cũng phụ đóng góp tiền ăn nhưng mà bà cũng vẫn đi làm, bà nói không có đủ phải làm tiền.
rồi uống đi. Ai cũng nói bây giờ bà còn đi nổi để cho bà đi chứ chị không cho bà đi, bà nằm chỗ bà bệnh cũng báo. Rồi thấy vậy cái nói má bà làm ơn người trời nắng bà đi mà. Bà đi chợ rồi cái bà quơ luôn rồi ra ngay phải chịu thôi chứ nói sao vậy. Thảo nè, Thảo không có nước hả? Nó kêu ta không làm mà ba không có lấy. Ta nói giờ ta rìm ta không có lấy, nó nói bà không lấy không có gùm được. Còn nó kêu sáng nữa đó. Nó nói trời ơi kêu mấy lại bà không thằng tay giờ nó bệnh hoài, nó bệnh cô mấy cô biết, nó bệnh con tử rồi xôi bảy lần rồi tin không? Không có tìm ra được cái gì á. Chừng nó đi đại mấy đứa biểu vợ con biểu mần ráng mót rồi kiếm tiền đi đại đi. Mượn tiền đi bệnh viện quốc tế, lòi ra là bị đường ruột với cái gì đó. Hôm đó nay cả 2 tháng nay là nó đỡ. Người tới rồi nó ướt hết, ta làm nó nổi. Có mưa đó, cô đẩy xe vô nhà luôn. Có gặp mưa có là có đường nữa mà. Vô chơi gì mấy cô ở đâu vậy mấy cô? Dạ, có ở Tân Hào. Ủa vậy ha? Tân Hào đây hả? Dạ. Ủa chuyện sao? Mấy cô biết cái ông bánh số ở đầu chợ đó ai không? Ừ. Uống lấy thảo với tôi. Đây là gì của thợ tóc nè. Ở thần ngào nè con... Thôi vậy thì tôi cảm ơn mấy cô nghe. Về nói tôi cũng làm cảm ơn hết. Số tiếp bán đồ dài dài tới thần ngào lắm. Tôi hồi đó tôi đi đòi kinh phí tôi bán nhiều phải nhiều. Cũng là cô này nơi nè. Dạ, xin phép phụ con về nha. Thôi cảm ơn nghe. Dạ. Trời ơi bà già. Ở đây ai không biết á. Thôi tôi cũng cho tôi nữa để dành nhỏ đó. À, nó có cái vườn đi chợ vậy. Nó cũng lượm nó gom sách để biểu tôi lên giá. Dạ. Hai xin chào cả nhà. Thì nãy là mình vô tình mình đi mình gặp cụ nơ lá dừa ở ngoài mày lộ. Thì cụ đi xin của người ta cho cụ đây nơ chạy nơ. Thì mấy người dưới họ biết là cho tôi không cho xuống. Dạ. Vô hết bóc nó không ăn thầy. Năm nào cũng vậy biểu bà hớt chứ không đây con hớt giùm bà dạ, con cũng biết hớt tóc nữa. Nghe hả? Dạ, thì con là... nhỏ hồi nãy đó. Dạ con là hớt tóc. Thì mình sẽ vô tình mình có duyên mình gặp cụ. Thì cụ này đã 88 tuổi rồi. Thì mình được Mạnh Thường Quân là Hân Duy sẽ hỗ trợ cho cụ là 500 ngàn. Thì con xin cảm gửi. Ơn con. Dạ. Dạ tôi gửi lời cảm ơn mấy cậu mấy cô giúp đỡ. Dạ. Dạ mỏng rồi. Con này nó nghèo lắm đứa con. Thì kết thúc video mình sẽ hẹn gặp lại các bạn vào clip sau nha. Bye bye. Cảm ơn.